quý vị, với chủ trương thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển, trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã luôn đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư vào tỉnh. Theo đó, thì mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh nhằm kêu gọi nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, hiện tỉnh có 22 dự án đang được kêu gọi đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, chế biến nông lâm sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, giáo dục, văn hóa thể thao và du lịch, sở hữu nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội như hệ thống giao thương thuận lợi, tiềm năng phát triển du lịch, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tốt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai hy vọng sẽ nhận được nhiều cơ hội hợp tác đầu tư để góp phần phát triển kinh tế chung của cả nước. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn trên 3.300 tỷ đồng, ký kết biên bản ghi nhớ cho 7 dự án khác với tổng vốn đầu tư trên 5.500 tỷ đồng.